Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nha, một cái comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi thì mình đang ở lab 13 và... lab 12 nốt 5, mình sắp đến lab 13 rồi anh em ạ, còn tận đến 3 ngày nữa cơ. Mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ qua cái này cũng rất là dễ dàng thôi anh em ơi. Và tiếp tục hôm nay là vào lấy game. Tại vì vẫn còn 73 game mà. Có đổi được cái gì không nhỉ? Hình như là hết rồi anh em. Tất cả những cái gì có thể đổi được thì mình đã đổi hết sạch rồi anh em. Không còn cái gì. Không còn cái gì, bất kỳ cái gì. Bây giờ đố anh em kiếm đủ được cái này luôn đấy. Đố anh em kiếm được cái đồng hồ cát thời gian. Quá khó đúng không? Quá là khó khăn. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ lấy thêm cái phút này. Cái phút này vẫn chưa đủ à? Cứ tưởng là đủ chứ. 19 26 à? Và mình còn một lần quay số để mình quay cái này à. Lâu phết anh em ạ. Và cho còn 2 ngày với 2 lap nữa thì gần như là 100% chúng ta sẽ lấy được con rồng ở trong sự kiện rồi anh em ạ. Con rồng hệ gió à, Heroic hệ gió. Rất là đẹp ở bên này anh em ạ. Rồi anh em ơi. Ok anh em, và chúng ta sẽ đợi xíu để mình lấy cái food này nhá. Đó là cứ lấy đủ cái food thôi là chúng ta sẽ xong luôn ha. Rồi ok, chúng ta sẽ đợi một xíu và đợi một xíu ha. Ok. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này luôn ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đặt vào đây 700 anh em ơi. Đấy. Hiện tại là chúng ta sẽ cần lấy thêm cái phút ở đây cho cần lấy khoảng 40 phút. 40 phút nữa là xong. Mình sẽ bắn Butter này, ấn vào Arena này. Chúng ta sẽ đấu Arena ha. Đấu Arena. Đấy, đấu Arena thì mình sẽ làm cái gì nhỉ? Arena này thì mình sẽ búp thêm công vào để đấm nhau cho nó thích anh em ạ. À đây, xong phút rồi. Lý Giang có đủ cái phút không nhỉ? Bây giờ không lấy cái phút nữa này. Hình như phải đợi khoảng hơn một tiếng anh em ạ. Đấy, hình như phải đợi hơn một tiếng cơ thì chúng ta mới được Arena 40 rồi. 40 rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục là chiến đấu với nó. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ ấn là pull line này. Đấy, tấn công luôn. Pull line một đấm này. Đơn giản, đúng không? Rất là mạnh. Đây có cái khiêng của nó anh em ạ, nó có cái khiêng ở đây này. Nên chúng ta cũng thoải mái hơn một xíu. Đấy. Pull lines. Hy vọng đừng có chết là được. Con này khá yếu quá. Con Heroic này không mạnh đâu. Một đấm. Khắc hệ anh em ạ, cho khắc hệ. Và như cái này mình đã vượt qua ông bạn Vũ Lít của mình rồi thì phải anh em ạ. Cái ranking này. Cái ranking ở trong cái My Friend này này. Mình hơn được mấy chục điểm à, Vũ Lít này. Nó bấm không gặp Vũ Lít ở trong này ha. Cho tôi đủ cái phút cái để tôi sử dụng cái quay số này không? Không có rồi. Không sao rồi anh em ơi. Khó nhỉ. Như vậy là chúng ta vẫn chưa qua được cái lap này anh em ơi. Cho có một lần quay nữa nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể qua được ấy. Mệt mỏi ghê nhờ. Không dễ tí nào. 47.000 ok. Mình còn cái League Butter không nhỉ? League Butter thì mình đang để sẵn đây là 6 trận. Và đợi khoảng 4 tiếng nữa thì nó mới hồi được cái League Butter. Như vậy chúng ta còn 2 lap nữa anh em nhé. Cuộc đời ta còn 2 lap nữa sẽ tới được cái sự kiện là đến cái lap 15 ha. Hết phút rồi. Có nghĩa là vẫn đang hồi anh em ạ. Đang trong quá trình hồi. Cái này mình nhớ là phải hồi hơn 1 tiếng à. Và mình không nhớ là ông bạn của mình. Ông bạn vô lực của mình đang lap bao nhiêu. Mình đang cần xem. Mình không rõ là ông bạn của mình đang ở lap bao nhiêu ha.
Ôi 13 anh em ạ. 13. Ồ, cũng chỉ cách nhau một tí thôi anh em. Ông ấy là 13 lắp 1 anh em ơi, 13 lắp 1. Mình thấy ở đây mà. Thì phải hát chính rất là nhiều ha. Ô còn 139 game vậy. Quả này là tiêu game hơi kinh hoàng anh nhỉ. Vừa xem lại clip của ông bạn Vũ Lít à. Sáng nay thôi. Rồi thì cũng việc cũng không vẫn chưa thể nào mà lên được ấy. Giờ cũng bó tay à, phải đợi cái collect food này nó hoàn thành xong này. Đây, chúng ta sẽ mình cũng hoàn thành cái device pass rồi, nhưng mà mình không nạp lên nên chúng ta chỉ có được những thứ ở dưới thôi anh em ạ. Những quả trứng, những cái gravity rock ở dưới thôi. Thêm cục food, thêm quả trứng epic thôi. Còn mấy cái trên thì mình không có. 106.000 food này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái trứng này ra. Chuyên một con rồng nghe nhạc, một con rồng âm thanh nghe nhạc. Ok, chúng ta sẽ luyện cái Master War này cái. Vẫn đang ở Master War 1, có một con level 60. Nó hơi mạnh một chút, thì mình sẽ đổi sang con khác. 70, toàn 70 vậy. Ui, oh my god. Sao bọn nó mạnh thế nhờ. Đây, team này nó còn dễ thở hơn một chút so với những cái team kia. Ok, tấn công kiểu gì đây? Tấn công này. Đấy. Một đấm. Hai đấm. Coyote. Một đòn nữa là bay màu. Một đòn đã bay màu này. Cam thở. Ui gần chết nhậu. Con này mạnh nhất của mình đấy anh em ạ. Từ từ thôi, đừng có đánh vội. Vì sơ sẩy một tí là mình cũng sẽ chết mà. Nên rất cẩn thận. Cẩn thận thôi. Ui ôi. Sao đây là cực lớn luôn. Camper. Rồi đấy. Claim này. Chúng ta sẽ được 6/20. 47, 54. Đánh được. Vẫn đang leo rank vẫn ổn à. Chưa chết được. Phải nói là chưa thể tèo được anh em ạ. Nha. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái pull line cái 91.000 này. 107k này. 117.000 là 442 máu. Một đòn. Đòn thứ hai. Yes. Con này hồi sinh à, con này hồi máu ạ. Kiểu hồi máu rồi hồi sinh ấy. Mấy con Redemption à. Con này con hồi máu ấy nhỉ. Chết rồi, đáng lẽ nên đổi sang con này. Vì nó có thể khắc hệ mình ấy. Nên nhưng chưa về đánh thì hơi ít máu này. Ui không ít đâu. Không hề ít đâu anh em ạ. Mình tiêu diệt được nó luôn này. Đấy. Đơn giản đúng không? 9/20 đơn giản như đang rổ vậy. 9/20 rồi. 50, 50 và 70 à. Ok, mình đang có ý tưởng là sẽ lên con gì tiếp theo lên 5 sao nhỉ. Mình sẽ vào trong cái đây này. Đấy vào gold này. Chúng ta sẽ có thêm electric metal. Mấy con này thì đảm bảo up rất là lâu ha. Ví dụ con Nature chẳng hạn thì up bao nhiêu phút? 19 phút. Ôi. Mấy con này up lâu lắm anh em ạ. Up siêu 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 lâu luôn ha. Mà mình đang có sự kiện breeding hatching nên chúng ta chưa tiện để làm con này đâu. Thế mình nghĩ là thế. Con khả thi nhất là con Nature. Mình đã có 3 con 5 sao rồi. Flame này, C này, Terra này. Muốn làm hết tất cả cho cái bộ mà mua bằng vàng này anh em ạ. Ui nhưng mà lâu lắm. Con mới nhất là con Epic. Con Tham ạ. Con Tham Dragon có thể lên được 5 sao. Nhưng mà phải chăm à. Kết thúc cái sự kiện này nó sẽ bắt đầu là hatching và breeding nó các kiểu đà điểu gì vào đây là được. Thế thôi. Ý tưởng là như vậy anh em ạ. Nha. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ quest này lấy thêm được cái tí coin nào thì lấy thôi. Đây hôm qua là cho con
5 sao của chúng ta vào đây. Qua cho 5 sao đây rất là đẹp nha. Đấy, Aurora tấn công này. Rồi. Một đập này. Ok anh em, Sandstorm báo cáo sa mạc. Rồi chúng ta đánh xong cái con Nisoti Quest và mình lại quay lại cái arena. Mình cứ tập quyết tâm là xong 6 ngày phải lên được 11k để lấy rồng anh em ạ. Chắc chắn rồi. Không lấy rồng là một coi như là một thất bại. Đấy, có con Kratos 5 sao mà nó cũng chỉ là một chút chút đam, không nhiều lắm. Ok. Tấn công này anh em ơi. Rồi. Một đấm này, 88.000 à. Đập nhanh đấy, 129k. 129.000 máu, thêm một đòn nữa. Là em nó bay màu, yeah. Cho sẽ có 12 trên 20. Ui dồi, toàn con 5 sao này. Với con này sao họ lên 5 sao kinh nhỉ. Atlantis Elder Blessed Dragon. Vãi đạn. Cái này phải kiếm rất là nhiều op. Úi dồi, toàn 5 sao. Rồi có lẽ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Và cái này thì tiếp tục là đua Heroic thì chúng ta lại cố thôi. Không lấy được thêm cú phút ở đâu anh em. Hãy cứ bình tĩnh.